Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Khi anh chị có những cái lô lẻ cổ phiếu, tức là số lượng cổ phiếu của anh chị là dưới 100 cổ phiếu, thì anh chị sẽ thực hiện bán cho TCBS để mà TCBS họ sẽ mua lại, họ gom và họ sẽ bán trên thị trường cho các anh chị và thu tiền về cho anh chị. Vậy thì cách thức thực hiện như thế nào để mà bán lô lẻ được? Đúng không ạ? Thế thì anh chị sẽ vào cái ứng dụng TC Invest giống như của tôi đây, và vào cái phần chuyên mục cổ phiếu và vào phần bán lô lẻ. Hiện tại anh chị có thể thấy là tôi có hai cái lô lẻ cổ phiếu là SJD và VIX. Tôi sẽ ví dụ cho các anh chị về cách thức bán lô lẻ như sau. Ví dụ tôi bán cổ phiếu VIX đúng không ạ? Với cái giá mà bán mà TCBS họ sẽ mua lại cho anh chị, nó chính là giá sàn nhỉ? Giá sàn của cái ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2. Đây anh chị có thể thấy giá sàn của VIX. Giá sàn của VIX chính là 98.5 đấy ạ, của ngày mùng 3 tháng 2. Và anh chị sẽ bán cho TCBS với giá này, họ sẽ mua lại cho các anh chị. Anh chị sẽ thực hiện đặt bán, anh chị sẽ thực hiện xác nhận. Bây giờ chúng ta sẽ nhập một cái mã IOTP, và cái mã IOTP này lấy trên cái ứng dụng TC Invest của các anh chị, như tôi chia sẻ ở bên trái cái màn hình, để anh chị dễ hình dung cái cách lấy mã IOTP nhé. Sau khi anh chị xác nhận bán xong thì vào thứ sáu hàng tuần TCBS họ sẽ giao dịch bán cho các anh chị, và trong vòng 10 ngày kể từ ngày anh chị đặt lệnh thì anh chị sẽ được nhận tiền về tài khoản của mình trong vòng khoảng 10 ngày thôi ạ. Đó. Thì rất là dễ đúng không anh chị? Chúng ta giao dịch hoàn toàn online. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này. Và nếu anh chị thấy cái video này có ý nghĩa với mình và muốn lan tỏa nhiều hơn nữa thì có thể like và share cho tôi, giúp cho nhiều người biết hơn nữa để thực hiện giao dịch bán lô lẻ cho mình. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái video sau về hướng dẫn giao dịch cổ phiếu tại TCBS.